142. Bất thỉnh đại tăng tự tứ giới. Giới không thỉnh đại tăng tự tứ. 142.1. Giới tướng. Văn giới, âm chế tội, đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni, tăng hạ an cư cánh, ưng vãng tỳ kheo tăng trung, thuyết tam sự tự tứ kiến văn nghi nhược bất giả ba vật đề nghĩa thuộc về chế tội đại thừa đồng học nếu tỳ kheo ni tỳ kheo tăng kiết hạ an cư xong nên đến trong tỳ kheo tăng nói ba việc thấy nghe nghi để cầu tự tứ nếu không đi phạm tội ba vật đề 142.2 Duyên khởi. Bây giờ, Đức Thế Tôn ngự trong vườn Kỳ Thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, quý Tỳ kheo Ni nghe Đức Thế Tôn chế giới, cho phép quý Tỳ kheo Ni lúc kiết hạ an cư xong cần phải đến trong đại Tỳ kheo tăng nói ba việc tự tứ là thấy, nghe, nghi nhưng một số quý tỳ kheo ni không tuân theo. Quý tỳ kheo ni khác biết chuyện, trong đó có những vị thiểu dục, nên hà trách quý tỳ kheo ni kia xong, liền đến bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên đức thế tôn để chế giới này. 142.3 Cụ Duyên Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. An cư mùa hạ xong, năm người trở lên hợp thành chúng, không nhân duyên, không sai người đến trong đại tỳ kheo tăng nói tự tứ thì phạm. 142.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tăng hạ an cư cánh ưng vãn tỳ kheo tăng trung thuyết tam sự tự tứ kiến văn nghi nghĩa là rằm tháng tư làm lễ kiết hạ cho đến rằm tháng bảy hoặc rằm tháng năm cho đến rằm tháng tám an cư trong chín tuần học giáo pháp đã xong thì phải làm lễ giải hạ những điều học tập trong phật pháp như tọa thiền nghe giáo học luật phân vân mỗi cá nhân sẽ có những chỗ thấy, chỗ nghe riêng, hoặc trong sự hành trì có những điểm nghi ngờ, nên phải đến trong đại tăng, tùy ý nói ba điều này để cầu đại tăng giúp sự kiến giải. Nhược bất giả ba vật đề, nghĩa là nếu Tỳ kheo ni không đến trong đại tăng nói ba việc thấy, nghe, nghi thì phạm tội ba vật đề tất cả quý tỳ kheo ni không được cùng đi đến đại tăng nói ba việc tự tứ để tránh sự náo động trong chúng nên tác bạch nhị yết ma cử một vị tỳ kheo ni vì tất cả tỳ kheo ni tăng đi đến trong đại tỳ kheo tăng nói ba việc tự tứ thấy nghe nghi vị tỳ kheo được sai đi phải có đủ năm đức tác bạch như sau đại đức tỳ kheo ni tăng xin để tâm lóng nghe cho hôm nay tăng sai tỳ kheo ni tên là vì tỳ kheo ni tăng đến trong đại tăng nói ba việc tự tứ thấy nghe nghi tác bạch như thế quý đại đức ni vị nào bằng lòng tăng sai tỳ kheo ni tên là vì tỳ kheo ni tăng đến trong đại tăng nói ba việc tự tứ thấy nghe nghi thì yên lặng vị nào không bằng lòng thì cứ nói tăng đã ưng thuận sai tỳ kheo ni tên là vị tỳ kheo ni tăng đến trong đại tăng nói ba việc tự tứ rồi tăng đã ưng thuận vì yên lặng việc ấy tôi biết rõ như thế vị tỳ kheo ni được sai đi cần phải có hai hay ba vị tỳ kheo ni nữa làm bạn cùng đi đến trong chùa Đại Tăng. Khi đến nơi, đảnh lễ dưới chân Đại Tăng xong, khom mình cúi đầu, chắp tay, tác bạch như sau. Tỳ Kheo Ni Tăng an cư mùa hạ xong, Tỳ Kheo Tăng an cư mùa hạ cũng xong. Tỳ Kheo Ni Tăng nói ba việc tự tứ, thấy, nghe, nghi. Duy nguyện Đại Đức mở lượng từ mẫn chỉ dạy cho chúng con. Nếu chúng con thấy có tội, sẽ đúng như pháp sám hối nói ba lần. Tỳ kheo tăng làm lễ tự tứ vào ngày 14, tỳ kheo ni tăng làm lễ tự tứ vào ngày 15. Nếu có y cấp thí thì đến ngày 16 được làm lễ tự tứ. Trong luật ngũ phần quyển 29 thuyết minh. Bây giờ trong tụ lạc không có tỳ kheo, quý tỳ kheo ni đi đến chỗ A Lan Nhã thỉnh tội kiến văn nghi hoặc vì đường xá xa xôi nên không đi được hoặc tỳ kheo kia không hòa hợp nên không thỉnh được tỳ kheo ni đem việc ấy bạch với chư tỳ kheo chư tỳ kheo bạch lên đức phật đức phật dạy cho phép tỳ kheo ở chốn a lan nhã vì tỳ kheo ni đến tụ lạc tự tứ để được hòa hợp vậy quý tỳ kheo ni trước tiên nên bạch chúng tự tứ. Sau đó mới sai tỳ kheo ni đến tỳ kheo tăng, thỉnh tội, kiến, văn, nghi. 142.5 Tinh chế Nếu đại tăng bị bệnh hoặc biệt chúng, hay chúng không hòa hợp, hoặc chúng không đủ số, tỳ kheo ni nên sai người đến lễ bái, phấn tấn. Nếu không làm như thế, thì phạm tội đột kiết la. Nếu tỳ kheo ni chúng bị bệnh hoặc là biệt chúng, hay chúng không hòa hợp, không đủ số, tỳ kheo ni cũng phải sai người đến lễ bái, phấn tấn. Nếu không làm như vậy, phạm tội đột kiết la. 142.6 Kim chế Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. 142.7 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, Tỳ kheo ni tăng an cư mùa hạ xong, tỳ kheo tăng cũng an cư mùa hạ xong, tỳ kheo ni tăng đến trong tăng nói ba việc tự tứ, thấy, nghe, nghi, hoặc là tỳ kheo tăng làm lễ tự tứ ngày 14, tỳ kheo ni tăng làm lễ tự tứ ngày 15. Tỳ kheo tăng có bệnh hoặc biệt chúng hoặc chúng không hòa hợp hay không đủ số. Tỳ kheo ni nên sai người đến lễ bái, vấn tấn. Tỳ kheo ni chúng bệnh, cho đến chúng không đủ số, cũng nên sai người đến tỳ kheo tăng lễ bái, vấn tấn. Hoặc nếu đường giao thông thủy, bộ đều gián đoạn, hoặc là có những tai nạn và cướp, ác thú, nước sông dân, hoặc mạng nạn, phạm hành nạn, hoặc là bị kẻ cường lực bắt đem đi vì những nạn duyên trên. Nếu không đến tỳ kheo tăng lễ bái, phấn tấn, thì không phạm. 142.8 Tập giải Giới này thuộc về điều thứ 8 trong bát kỉnh Pháp. tỳ kheo ni an cư trong 9 tuần, cấm túc, hộ sinh siêng học giới Pháp, tu trị thân tâm. Lúc an cư xong, thì lập tức thực hành lễ tự tứ, đối với mọi việc hành trì của mình có chỗ thấy nghe nghi cần phải tùy ý chúng cử tội không được che giấu khi tự tứ nói tội tùy ý hỏi việc tu hành để bày rõ quan minh cầu tinh tấn vì cho tùy ý tỏ bày nên gọi là tự tứ trong luật tỳ ni mẫu quyển ba thuyết minh thế nào gọi là tự tứ nghĩa là tỳ kheo Ni ngồi hạ xong, ở trước vị tỳ kheo thanh tịnh, đầy đủ trí huệ, khất cầu nói tội, kiến, văn, nghi. Tại sao phải khất cầu như vậy? Vì trong thời gian 90 ngày, rõ biết việc trì giới luật và các thiền pháp khác của mình đều không hủy phạm sai thất, cho nên lúc an cư xong mới được gọi là tự tứ. Vì sao trong Phật giáo có cử hành lễ tự tứ? Vì sáu lý do như sau. Một, mỗi việc đều khuyên gián nhau. Hai, mỗi việc đều nghĩ nhớ đến nhau. Ba, giáo thọ lẫn nhau. Bốn, cung kính nhau. Năm, nói năng đều tùy thuận với nhau. Sáu, đều có chỗ nương tựa nhau nghĩa là người này chỉ dạy người kia. Vì thế, chúng tăng du hành, có nơi nương tựa, chứ không phải không nương tựa, nên gọi là tự tứ. Đây làm lễ tự tứ, trước tiên phải quét dọn cho sạch sẽ. Trước tượng Phật phải đốt đèn, đốt hương, dân tịnh thủy cùng hoa tươi cúng dường Phật. Ngoài ra, còn phải sắm một cái bồn, dùng đựng thẻ. Trong đại giới làm lễ yết ma, tất cả mọi việc phải đúng như pháp, trong chúng phải thanh tịnh, hòa hiệp tự tứ. Nếu có người nào không thanh tịnh, không hòa hợp thì trước phải sám hối và tăng hòa hợp, sau đó mới được làm lễ tự tứ. Cho phép từng vị một tự tứ với thượng tọa. Vào giờ đại thực, tiểu thực, hòa thượng hay duy na bạch rằng: Đại đức Tỳ kheo Ni xin để tâm lóng nghe cho. Hôm nay là ngày thứ 15 Bạch Nguyệt. Chúng tăng tập hợp nơi đây làm lễ tự tứ. Nói ba lần. Trong chúng, nếu có vị nào vì lo việc thường trụ tam bảo hoặc phải chăm sóc bệnh nhân không thể tự tứ, thì cho phép giữ dục tự tứ. Tác bạch như sau. Hôm nay, chúng tăng tự tứ. Tôi không thể đi tự tứ được cùng chúng tăng thanh tịnh đúng như pháp tự tứ thuyết dục nói ba lần thuyết dục tự tứ mà không thể đi thì được nhờ người thuyết dục người nhận lãnh chúc thọ tự tứ phải là người đầy đủ năm đức một không giận hai không thương ba không sợ bốn không si năm khéo biết thời người nhận lãnh chúc thọ tự tứ trong lúc chúng tăng tập hợp khi thượng tọa hỏi xong lập tức ra đứng giữa chúng tác bạch rằng đại đức tỳ kheo ni tăng để tâm nghe cho tôi vì rất nhiều tỳ kheo ni nhận lãnh chúc thọ tự tứ hôm nay tôi có duyên sự vì các tỳ kheo ni ấy giữ dục tự mình cũng giữ dục đúng như pháp tăng sự giữ dục tự tứ trong luật tỳ ni mẫu quyển bốn thuyết minh pháp tự tứ có năm loại một ngày nay tăng tự tứ tôi cùng với chúng tăng tự tứ hai tôi bạch tự tứ ba vì tôi nên tự tứ bốn nếu vị nào miệng không thể nói được thì dùng tay ra dấu cũng được cho là tự tứ năm vị nào dù nói không rõ cũng cho tự tứ. Tỳ Kheo Ni không được ở chốn A Lan Nhã, cho nên không có phép tâm niệm tự tứ, lại cũng không được ở trước Bạch Y làm lễ tự tứ. Tăng nên sai người làm tự tứ. Người được tăng sai cần phải đầy đủ đức hạnh, biết rõ hai bộ luật, rộng tụng kinh, luật, luận và có trí huệ, giới hạnh thanh tịnh, mới có thể cam nhận làm người tự tứ. Trong luật ngũ phần quyển 19 thuyết minh, Phật dạy dùng năm pháp trụ vào địa vị tự tứ cho người. một Dùng lời thành thật, không dùng lời hư vọng. 2. Dùng đúng thời, không dùng phi thời. 3. Dùng việc có lợi ích, không dùng việc không lợi ích. 4. Dùng từ tâm không dùng ác ý. 5. Dùng lời nhu nhuyến, nhã nhặn, không dùng lời cứng rắn, thô sẵn. Người được tăng sai làm người tự tứ, cần phải biết rõ giới tướng và khai giá trì phạm. Ba nghiệp thân khẩu ý của chính mình đều phải thanh tịnh, mới có thể cam nhận ở vào địa vị tự tứ cho người được đúng như Pháp nếu tự mình có phạm tội thì bị chúng tăng quở trách. Như trong luật ngũ phần quyển 19 thuyết minh. Nếu vị tỳ kheo trụ vào địa vị làm người tự tứ cho tỳ kheo khác, chúng tăng thấy biết thân khẩu ý của vị đó không thanh tịnh, ít nghe và ngu si, thì không nên nghe lời dạy bảo của vị ấy, chỉ nên tự tứ. Nếu chúng tăng nhận thấy ba nghiệp thân khẩu ý của vị đó có nghiệp thanh tịnh, nghiệp không thanh tịnh, ít nghe và ngu si, thì cũng chỉ nên tự tứ. Nếu chúng tăng thấy biết ba nghiệp của vị đó thanh tịnh, đa phân, trí huệ, thì nên nhận lãnh lời của vị đó, nhưng phải nói rằng, Đại Đức thấy vị tỳ kheo kia có những lỗi gì? Là phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hay là phá chánh mạng, nếu vị ấy nói phá giới thì tăng nên hỏi đại đức có biết tướng trạng phá giới hay không nếu nói rằng không biết thì quý tỳ kheo nên ha trách khiến vị đó sinh tâm hổ thẹn rồi nói rằng đại đức đã không biết tướng trạng phá giới nhưng sao lại ở trong tăng nói việc phá giới của người thật là không có lý ấy nếu tăng không nói lời quở trách ấy thì tất cả chúng tăng đều phạm tội đột kiết la. Nếu vị ấy nói biết, thì quý tỳ kheo nên hỏi, thế nào là tướng trạng phá giới? Đáp, phá giới là phạm ba la di, tăng và bà thi sa. Nếu nói phá kiến, thì chúng tăng nên hỏi, đã đức biết tướng trạng của phá kiến không? Nếu nói không biết, thì quý tỳ kheo y theo như trên quở trách. Nếu không quở trách, thì tất cả chúng tăng đều phạm tội đột kiết là nếu nói biết thì nên hỏi thế nào là phá kiến đáp nghĩa là chấp tà vậy cho rằng không có đời nay và đời sau không có tội phước báo ứng không cha không mẹ không a la hán nếu nói phá oai nghi thì tăng nên hỏi đa đức biết tướng trạng của phá oai nghi không nếu nói không biết thì quý tỳ kheo y theo như trên quở trách nếu không quở trách thì tất cả chúng tăng được phạm tội đột kiết la nếu nói biết thì chúng tăng nên hỏi thế nào là phá oai nghi đáp phá oai nghi là phạm ba vật đề ba la đề đề xá ni đột kiết la ác thuyết nếu nói phá chánh mạng thì quý tỳ kheo nên hỏi Đại Đức biết tướng trạng của phá chánh mạng không? Nếu nói không biết, quý tỳ kheo nên y theo trên mà quở trách. Nếu không quở trách, tất cả chúng tăng đều phạm tội đột kiết là. Nếu nói biết thì nên hỏi, thế nào là phá chánh mạng? Đáp, phá chánh mạng là có tâm vô nịnh để cầu lợi dưỡng. Trong tâm nên hỏi, Đại Đức biết thế nào là thấy, là nghe, là nghi. Nếu vị tỳ kheo do tăng sai làm người tự tứ nói thấy thì chúng tăng nên hỏi, thế nào là thấy, thấy ở chỗ nào, thấy lúc nào, đã đức ở chỗ nào. Nếu chúng tăng hỏi những lời như thế mà vị đó không thể đáp được thì nên đúng như pháp trị rồi mới làm lễ tự tứ, không nên không tự tứ. Như trên là nói về kiến tương tự, nghe và nghi cũng như thế. Thế cho nên, người đầy đủ trí huệ, giới đức mới có thể thông suốt được việc tự tứ. Nếu vị tỳ kheo ni được sai đến trong đại tăng cầu thọ tự tứ xong, nên trở về tác bạch với chư tỳ kheo ni rằng, Đại đức tỳ kheo ni để tâm nghe cho, tăng sai tôi tỳ kheo ni, tên là, đến trong chùa đại tỳ kheo tăng, nói ba việc thấy nghe nghi đại chúng từ trên xuống dưới đều yên lặng không nói thấy tội bởi vì ni chúng bên trong cấm ba nghiệp bên ngoài không ba việc trong ngoài đều thanh tịnh hoàn toàn không khuyết phạm đều đúng như pháp tinh cần hành đạo cẩn thận đừng buông lung đúng như pháp tự tứ quý tỳ kheo đồng chấp tay nói y giáo phụng hành trụ xứ tỳ kheo ni năm người trở lên nên chánh thức làm lễ tự tứ nếu chỉ có bốn hay ba người thì nên tác pháp đối thú tự tứ tác bạch như sau trưởng lão ức niệm hôm nay chúng tăng tự tứ tôi tỳ kheo ni tên là cũng tự tứ pháp tự tứ có chép rõ trong luật bộ ở đây chỉ lược cử những điều trên khiến để biết một hai điều mà thôi. 143. Bất y đại tăng an cư giới Giới an cư không nương theo đại tăng 143.1 Giới tướng Văn giới Âm Chế tội đại thừa đồng học Nhược tỳ kheo ni tại vô tỳ kheo xứ hạ an cư giả ba vật đề nghĩa thuộc về chế tội đại thừa đồng học nếu tỳ kheo ni kiết hạ an cư ở chỗ không có tỳ kheo phạm tội ba vật đề 143.2 duyên khởi bây giờ đức phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước xá vệ khi ấy một số quý tỳ kheo ni an cư kiết hạ ở chỗ không có tỳ kheo nên đến ngày giáo thọ không có nơi để nghe giáo thọ khi có điều nghi ngờ thì không có ai để hỏi han các tỳ kheo ni khác biết chuyện trong đó có những vị thiểu dục liền quở trách quý tỳ kheo ni kia sau đó đến bạch với chư tỳ kheo chư tỳ kheo bạch lên đức thế tôn để kiết giới này 143.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Kiết hạ an cư ở chỗ không có tỳ kheo, không có tâm y chỉ để học hỏi tu niệm, làm lễ kiết hạ an cư xong thì phạm. 143.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tại vô tỳ kheo xứ hạ an cư giả, ba vật đề. Nghĩa là tỳ kheo ni nên an cư kiết hạ ở những nơi có tỳ kheo. Nếu kiết hạ an cư ở những nơi không có tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề. 143.5 Kim chế Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 143.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, kiết hạ an cư chỗ có tỳ kheo, hoặc nương tỳ kheo tăng, kiết hạ an cư đang lúc nửa chừng thì tỳ kheo qua đời, hoặc đi xa, hoặc thôi tu, hoặc bị giặc bắt đem đi hoặc bị ác thú làm hại, hoặc bị nước trôi, tất cả những trường hợp đó đều không phạm. 143.7 Tập giải Đây là điều thứ bảy trong bát kỉnh Pháp, nơi an cư của tỳ kheo ni không được ở những chỗ, dưới cội cây, trong gò mã, trốn a lan nhã, chỗ hoang vu, vắng vẻ, đáng sợ, cũng không được ở chỗ thành thị náo nhiệt hỗn tạp, cần phải nương nơi chùa lớn của đại tỳ kheo mà kiết hạ an cư. Trong luật thiện kiến quyển 16 thuyết minh, tỳ kheo ni kiết hạ an cư phải cách chùa của đại tỳ kheo tăng nửa do tuần thì được làm lễ an cư, nếu quá nửa do tuần thì không được. Nếu trường hợp đàn việc thỉnh tỳ kheo ni ngồi hạ không có tỳ kheo y chỉ vị Tỳ kheo ni an cư muốn đi nơi khác, đàn Việt nên bạch rằng: Kính bạch đại tỷ, cứ ở đi, đệ tử sẽ vì đại tỷ mà thỉnh Tỳ kheo đến. Nếu đàn việc thỉnh không được thì vị Tỳ kheo ni ấy đến hậu an cư, nếu đàn việc thỉnh được Tỳ kheo đến thì được ở lại mà an cư. Nếu đàn việc kia thỉnh không được thì vị Tỳ kheo ni đó nên đi. Tuy nhiên, nếu đường xá có mạng nạn, phạm hạnh nạn thì dù không có tỳ kheo, vị tỳ kheo ni ấy vẫn được ở đó an cư mà không phạm. Hoặc là trường hợp khi mới an cư thì có tỳ kheo, nhưng khi kiết hạ an cư xong, nếu tỳ kheo có nhân duyên phải đi xa hoặc thôi tu hoặc bệnh, tỳ kheo ni không biết, về sau mới biết. Vì lý do đã kiết hạ an cư nửa chừng, không thể rời đi trụ xứ khác thì không tội vì thế nên cần phải cân nhắc trụ xứ an cư không có nạn sự và tứ sự cúng dường phải đầy đủ như uống ăn thuốc men ngoạ cụ phòng xá tất cả những vật cần dùng phải đầy đủ mới có thể ở nơi đó an cư như trong luận minh liễu thuyết minh có câu kệ rằng giải ngũ năng thành hạ trụ nhân nghĩa là biết năm năng thì thành nhân ở hạ Câu này được giải thích rằng, vì có năm nhân duyên an cư trong những tháng mùa hạ được thành tựu, năm nhân duyên đó là một Chỗ có che lợp kính đáo, thuận tiện cho việc cư trú. 2. Hoặc ngày 16 đầu mùa hạ. 3. Hoặc phương đông đã khừng sáng. 4. Hoặc người ở trụ xứ khác khởi tâm an cư. 5. Hoặc ở chỗ có che lợp này, không có năm thứ quá hoạn thì an cư trong mùa hạ được thành tựu. An cư có hai loại. Tiền an cư từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7. Hậu an cư từ rằm tháng 5 đến rằm tháng 8. Nếu không có duyên sự chi phải tiền an cư, nếu có duyên sự thì cho phép được hậu an cư. Tỳ kheo ni trước khi an cư cần phải cân nhắc trù lượng nên an cư chỗ nào và phải nương theo vị nào có đủ giới đức. Như trong luận Tỳ ni mẫu quyển 6 thuyết minh, lúc tỳ kheo ni an cư kiết hạ nên suy tư, an cư chỗ này thức uống ăn có được như ý hay không, nếu khi bệnh hoạn thuốc men có hợp bệnh hay không, lại quan sát những vị ở chung cùng nhau tùy thuận như ý cộng sự có được tốt đẹp hay không những người cùng ở có đáng tin hay không cùng nhau chung sống có được an ổn hành đạo hay không trong lúc đi đứng nằm ngồi có làm những việc lưu nạn cho mình hay không nếu trong lúc mình bệnh hoạn có xa lìa mình mà đi hay không trụ lượng mọi việc như thế nếu thấy hòa hợp thì mới nên làm lễ an cư lại quan sát đại chúng có những người hay tranh cãi hay không, đối với mình có sinh ác tâm và nói những lời thô ác hay không, có thể làm lưu nạn cho mình hay không, lại còn suy tư theo những lời thế tôn dạy, kiết hạ an cư cần phải nương theo ba la đề mộc xoa mà tu học. Vậy trong chúng này có những vị hiểu biết chánh pháp, hiểu biết tỳ ni, thông đạt ma đắc lạc già tạng, luận hay không? đừng khiến cho ta trong lúc chiếc hạ an cư, giả sử trường hợp lỡ phạm tội muốn trừ diệt mà không có chỗ thu hướng. Lại Đức Thế Tôn dạy, người ngu si không hiểu biết gì thì phải suốt đời không lìa thầy y chỉ. Là phải suy nghĩ rằng, trong chúng tăng đây có những vị như cha, mẹ, dạy bảo con cái. Có những bậc danh đức cao viễn, kẻ đạo, người tục đều kính trọng hay không, nếu ta phạm tội phải đến chỗ vị ấy xin tâm đại tàm quý cầu ai sám hối vị thượng tọa kia vì tâm lân mẫn sẽ luôn luôn giáo thọ cho ta không còn buông lung như thế tôn dạy phá tăng là một đại tội ác cũng như những đồ cứng rít đắng cay không ai ưa thích ở trong trụ xứ này không có những người ưa gây cãi trong lúc kiết hạ an cư không sinh những nhân duyên phá tăng hay không? Sẽ không làm những việc lưu nạn cho ta hay không? Trụ lượng như thế, khi biết sẽ không có việc lưu nạn rồi, nhưng hậu mới thọ pháp an cư. Đó gọi là pháp lúc sắp thọ an cư phải trụ lượng vậy. Tỳ Kheo Ni không được ở chốn A Lan Nhã, cho nên cần phải nương những bậc có giới đức sống chung để an cư. Trước khi an cư, phải dự bị phân chia phòng xá, ngoại cụ và tất cả những vật cần dùng. Phải viết giấy dán tên từng người trên mỗi chiếc đơn. Trong tăng nên tách bạch nhị yết ma, sai người phân chia ngoại cụ. Người chia ngoại cụ phải đầy đủ năm đức mới được thực hành việc đó. Trong lúc an cư không được thực hành pháp cấm ngữ. Như trong luật tứ phần quyển 37 Thuyết Minh Phật dạy các ông là người ngu si sống chung với nhau như oan gia cũng như bạch dương tại sao thế ta đã dùng vô số phương tiện dạy bảo quý tỳ kheo kia đây phải dạy bảo lẫn nhau cùng nhau nhận lãnh những lời thức nhắc triển chuyển giác ngộ cho nhau các ông là người ngu si đồng với ngoại đạo cùng nhau thọ pháp câm từ nay trở đi không được thực hành pháp câm như thế nữa nếu người nào thực hành pháp câm như thế, phạm tội đột kiết la. Là... Trong lúc an cư, không được vô duyên cớ mà cử tội người. Những vị nào thành tựu năm pháp? Một, có hổ. Hai, có thẹn. Ba, đa văn. Bốn, trí huệ. Năm, tự mình đúng như pháp, thực sự muốn cho người xa lìa tội ác, biết thời nghi, thì mới được cho hỏi hay nói tội của người khác. Trong lúc an cư vẫn phải mỗi nửa tháng thỉnh tỳ kheo giáo giới, không được không có duyên cớ hay viện bất kỳ lý do nào để ra ngoài. Nếu vì duyên sự lo cho ngôi tam bảo hoặc săn sóc người bệnh hoặc là việc trong chùa thì nên bạch nhị yết ma, thọ pháp bảy ngày cho đến một tháng ra ngoài giới. Công việc xong phải lập tức trở về chỗ cũ an cư như trong luật tứ phần quyển 37 thuyết minh. Trong chúng, sai người có khả năng làm pháp yết ma tác bạch như sau. Đại Đức Tăng để tâm lóng nghe cho. Nếu thì giờ chúng Tăng đã đến, xin chúng Tăng ưng thuận cho, cho phép tỳ kheo tên là Thọ Pháp Thất Nhật hoặc 15 ngày hay một tháng ra ngoài giới vì duyên sự. Công việc xong sẽ trở về đây tiếp tục an cư tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng để tâm lóng nghe cho, chúng Tăng cho phép tỳ kheo, tên là Thọ Pháp Thất Nhật hoặc 15 ngày hoặc một tháng ra ngoài giới vì chuyên sự. Công việc xong sẽ trở về đây tiếp tục an cư. Quý trưởng lão vị nào bằng lòng Tăng cho phép tỳ kheo, tên là Thọ Pháp Thất Nhật hoặc 15 ngày hoặc một tháng ra ngoài giới vì duyên sự công việc xong sẽ trở về đây tiếp tục an cư, thì yên lặng. Vì nào không bằng lòng thì cứ nói. Tăng đã bằng lòng cho phép tỳ kheo tên là Thọ Pháp 7 ngày hoặc 15 ngày hoặc một tháng ra ngoài giới vì duyên sự. Công việc xong sẽ trở về đây tiếp tục an cư. Tăng đã bằng lòng nên yên lặng. Việc ấy tôi rõ biết như thế. Về Pháp Yết Ma, tỳ kheo sai người thỉnh tỳ kheo thọ pháp bảy ngày cũng như vậy. Về pháp yết ma, tỳ kheo ni sai người thỉnh tỳ kheo thọ pháp bảy ngày cũng như vậy. Về pháp yết ma, thức xoa mana thỉnh tỳ kheo thọ pháp bảy ngày cũng như vậy. Về pháp yết ma, sa di thỉnh tỳ kheo thọ pháp bảy ngày cũng như vậy. Về Pháp Yết Ma, Sa-di-ni, thỉnh tỳ kheo, thọ Pháp bảy ngày, cũng như vậy. Lại trong luật nhiếp quyển 7 thuyết minh, đi ra ngoài giới tối đa chỉ được 40 hôm, không được quá, như Đức Thế Tôn dạy. Trong lúc kiết hạ an cư, thời gian ở trong giới phải nhiều, ở ngoài giới ít, cho nên chỉ thủ trì Pháp 40 ngày là tối đa. Lại Pháp thỉnh đi 7 ngày cần phải tính theo số ngày, cũng không được quá 40 hôm khao ni không được an cư hai chỗ tuy nhiên nếu có tám nạn sự xảy ra thì được phép phá an cư mà không mắc tội về pháp an cư ngoài những việc nói trên ra muốn biết rõ hơn nữa cần phải tham khảo trong bộ luật